Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, thì những trận đấu đầu tiên của giải U23 Đông Nam Á cũng đã diễn ra. Và lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, thì đội tuyển U23 Đông Timor đã gây một bất ngờ khi mà chia điểm với tỷ số hòa 2 đều trước đội tuyển U23 Philippines ở trận ra quân bảng A giải vô địch Đông Nam Á U23 Đông Nam Á 2022. Dù bị đánh giá thấp hơn là khá nhiều, thế nhưng những cầu thủ của đội tuyển U23 Timor Leste lại tạo ra được một thế trận lấn lướt trước đội tuyển U23 Philippines. U23 Timor Leste thậm chí còn có hai lần dẫn trước nhờ các pha ghi bàn của những cầu thủ Mourinho ở phút thứ 7 và Jabito Soares ở phút thứ 55. Tuy nhiên sau đó thì U23 Philippines cũng đã hai lần tìm kiếm được bàn gỡ hòa với một cú đúp của cầu thủ Ivan Quano ở phút thứ 45 và phút thứ 63. Và việc cả hai đội này chia điểm đó là cơ hội lớn để cho đội tuyển U23 Campuchia có thể chiếm được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đấu đầu tiên, khi mà đội chủ nhà chỉ phải chạm trán với đội tuyển rất yếu khác đó là U23 Brunei vào lúc 19 giờ ngày hôm nay thôi. Hiện nay thì đội chủ nhà Campuchia cũng đang bắt đầu hành trình cho cái giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 bằng trận đối đầu với đội tuyển U23 Brunei. Như được biết thì giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 tại Campuchia với 10 đội bóng tham gia tranh tài. Và tại giải lần này thì nước chủ nhà nằm tại bảng A cùng với U23 Brunei, U23 Đông Timor và U23 Philippines. Trong khi đó thì U23 Việt Nam chúng ta nằm tại bảng C, như được biết là cùng với U23 Singapore và U23 Thái Lan. Và so với U23 Brunei thì U23 Campuchia đương nhiên là được đánh giá cao hơn rất nhiều so với cả đối phương. Bởi như được biết thì U23 Campuchia tham dự giải đấu với rất nhiều những cái tên vô cùng tài năng. Và phát biểu trước báo giới mới đây thì huấn luyện viên của đội tuyển Campuchia đó là ông Hirose có cho biết rằng là đội tuyển Campuchia sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất để thi đấu như là Kun Him Huy hay là Joslava, Sheding Chante. Mà cùng với đó thì cũng có rất nhiều những cầu thủ có những kinh nghiệm và thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài. Do đó là huấn luyện viên Ryu Hirose của đội tuyển U23 Campuchia đang tỏ ra rất tự tin vào các học trò của mình là sẽ chơi tốt trong cuộc đầu với đội tuyển U23 Brunei. Và cùng với đó thì lợi thế sân nhà cũng sẽ động lực lớn để cho đội tuyển U23 Campuchia có thể giành được 3 điểm ở trận đấu đầu quy tiên mà ra quân. Và đó là một đòn bẩy giúp cho đội tuyển U23 Campuchia có thể giành được cái mục tiêu đã đề ra tại giải vô địch U23 Đông Á 2022. Trong khi đó thì tổng quản của đội tuyển này đó là Kazuki Honda tiếp tục làm cố vấn và như là một huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Campuchia tại giải U23 Đông Nam Á. Trong khi đó thì như chúng ta được biết, Indonesia đã rút lui khỏi giải do có quá nhiều những cầu thủ bị nhiễm Covid-19 và giới chuyên môn nhận định rằng Malaysia sẽ là ứng cử viên sáng giá của bảng. Thế nhưng huấn luyện viên của đội tuyển U23 Malaysia thì lại bảo rằng chẳng dám đâu. Nguyên nhân chính là người Úc của đội tuyển U23 Malaysia không muốn cứng rắn tuyên bố nhằm hướng đến ngôi vô địch là vì rất nhiều những cầu thủ giỏi đã không thể hội quân do đường xa cách trở, rồi dịch bệnh và thậm chí đó là việc vé máy bay đắt đỏ rồi là rất là khó đi. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Malaysia ông Manoni có chia sẻ rằng nhiều người bảo chúng tôi là ứng cử viên vô địch của giải U23 Đông Nam Á vì U23 Indonesia có thực lực rất mạnh nhưng đã rút lui. Thế nhưng không dám đâu, Malaysia không có được thành phần mạnh nhất vì nhiều cầu thủ ở nước ngoài không thể hội quân, cầu thủ thì nhiễm Covid-19 và có cả những cầu thủ đang bị dưỡng chấn thương nữa. Còn tổng quản của đội tuyển U23 Campuchia đó là ông Kazuki Honda nhiều ngày qua cũng đang chuẩn bị với hy vọng rằng đội sẽ lui cái mục tiêu đó là vô địch. Lữ U23 hiện nay của Campuchia rất mạnh qua các giải như U19 hay U18 trước đây và thậm chí họ từng đánh bại cả Thái Lan và Malaysia. Lần này được thi đấu trên sân nhà, hàng ngàn fan sẽ đến cổ vũ dành cho thầy trò viên Kazuki Honda để có thể thể hiện bản thân của mình. Và ông Honda tin rằng là Campuchia sẽ làm tốt hơn ở cái giải đấu trước và mục tiêu cuối cùng ông đưa ra dành cho U23 Campuchia đó là vô địch, dù sắp tới nếu đối thủ có là Thái Lan hay là Việt Nam thì chẳng nữa. Và trong khi đó các đối thủ chẳng mang đến U23 Việt Nam dẫn gần một thập niên qua thì chúng ta U23 Việt Nam vẫn là một vị khách thường xuyên của vòng chung kết U23 châu Á. Và thành tích tốt nhất của chúng ta đó là vào chung kết của giải U23 châu Á là đương kim vô địch của SEA Games rồi bán kết ASEAN 2018 rồi Nhật Bản vòng loại U23 châu Á hiện nay. Thế nhưng dù gì đi chăng nữa hiện nay thì Campuchia họ cũng đang có một lực lượng trẻ hóa rất nhiều. Và vừa qua bất ngờ của đội tuyển Đông Timor, Timor Leste trước đội tuyển U23 Philippines cũng đương nhiên khiến cho thầy trò Lê Đinh Thế Nam sẽ phải vô cùng cẩn trọng. Và đương nhiên thì với Campuchia như chúng tôi đã chia sẻ thì đây là một đội bóng đã thi đấu khá hay tại giải AFF Cup 2020 vừa qua. Vì vậy mà họ vẫn còn rất nhiều những cầu thủ trẻ đang thi đấu ở độ tuổi này.
và đó sẽ là rào cản lớn dành cho đội tuyển U23 Việt Nam nếu chúng ta đặt cái mục tiêu đó là vô địch. Thế nhưng dù sao chăng nữa thì cũng chúc cho thầy trò Nguyễn Đình Thế Nam sẽ có thể thành công trong những chặng đường sắp tới, và mục tiêu đương nhiên đó sẽ là cao nhất, giành chức vô địch dành cho đội tuyển của nước nhà. Và nói về đội tuyển Việt Nam thì tiếp tục chúng ta đã chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Vâng, và để nói về đội tuyển U23 Việt Nam, hiện nay thầy trò Nguyễn Đình Thế Nam cũng đang rất sốt sắng là chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022, và chúng ta đã có được những buổi tập tiếp theo tại Phnom Penh, Campuchia. Buổi tập của thầy trò Nguyễn Đình Thế Nam cũng đã kéo dài khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và những cầu thủ cũng đã được làm quen với bóng và thi đấu chính thức tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Và về công tác chuyên môn thì đây là một tập thể cật lực nữa của U23 Việt Nam. Trong phần đầu của buổi tập, những cầu thủ đã được huấn luyện viên thể lực củng cố lại nền tảng thể lực nhằm có thể đảm bảo một cách sung mãn nhất trước khi bước vào giải đấu này. Và tiếp sau đó thì Nguyễn Đình Thế Nam cũng đã tiếp tục thực hiện các bài tuần tập về kỹ chiến thuật. Và trong phần tập kéo dài khoảng gần 1 tiếng đồng hồ này thì những cầu thủ được thực hành bài 8-10 trên mặt nửa sân. Và cuối buổi tập, huấn luyện viên Đình Thế Nam đã chia đội hình ra để tiếp tục thi đấu 10-10 trong một nửa mặt sân. Và cho đến thời điểm hiện nay thì những sức khỏe của những cầu thủ đều được đảm bảo và thực hiện tốt giáo án mà huấn luyện viên Đình Thế Nam đề ra. Và chỉ có những trường hợp như là Bá Quyền hiện nay đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kèo nên chưa có được phong độ tốt nhất mà thôi. Và như vừa qua như được biết thì huấn luyện viên Đình Thế Nam, huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam có bày tỏ rằng nhiều đội đến đây với mục tiêu cao và U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất. Chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để cho những cầu thủ có dịp để thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho tương lai. Bởi trong đội hình của chúng tôi có rất nhiều những cầu thủ dưới 21 tuổi. Vâng, và sắp tới vào lúc 19 giờ ngày hôm nay thì một trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển Brunei sẽ diễn ra. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hai đối thủ này sẽ thể hiện như thế nào. Còn chúng ta thì sẽ tới ngày 19 chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên. Và khi đó thì mục tiêu chúng ta sẽ cố gắng đạt được đó là ít nhất là vượt qua được vòng bảng đã và vòng bán kết. Và xa nữa chúng ta sẽ tiến tới vào trận chung kết. Và cuối cùng đó là ngôi vô địch. Xin chúc cho thầy trò Nguyễn Đình Thế Nam sẽ có một mùa giải thành công. Và điều đó đương nhiên sẽ mang đến rất nhiều những lợi ích cho Nguyễn Pauser. Bởi thầy sẽ có thể tìm ra những cầu thủ giỏi, những cầu thủ tốt để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới như là SEA Games hoặc xa hơn nữa là CUP 2022, đúng không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.